Chào mừng các em đã trở lại với kênh YouTube của thầy Lê Minh Đức GSP. Hôm nay thầy rất vui vì thầy đồng hành cùng các em để hướng dẫn các em học môn toán từ lớp 6 đến lớp 12. Hôm nay thầy tiếp tục sửa bài tập của bài số 5 phương trình chữ ẩn số ở mẫu. Bây giờ chúng ta vào sửa bài tập. Bài 28 là giải các phương trình sau. Câu A: 2x trừ 1 trên x trừ 1 cộng với 1 bằng 1 trên x trừ 1. Thầy gọi đây là phương trình thứ nhất. Để giải phương trình có chữ ẩn số ở mẫu, thầy nhắc lại để các em cùng nắm với thầy. Đó là đầu tiên chúng ta tìm mẫu chung. Sau đó bước thứ hai là chúng ta đi tìm điều kiện xác định, tức là tìm điều kiện của biến x để giá trị của mẫu khác không. Sau đó chúng ta sang bước 3, đó là chúng ta đi quy đồng mẫu chung và khử mẫu. Sau khi khử mẫu xong, chúng ta giải phương trình không còn mẫu nữa để chúng ta tìm những giá trị của x. Sau đó chúng ta thử lại những giá trị x đó có thỏa mãn cái điều kiện chúng ta đã tìm không. Những giá trị nào thỏa mãn điều kiện thì chúng ta ghi nhận, những giá trị nào không thỏa mãn điều kiện thì chúng ta ghi loại. Từ đó chúng ta viết tập hợp nghiệm của phương trình ban đầu. Bây giờ chúng ta vào sửa bài tập. Trước hết, phương trình 1 chỉ có một mẫu, cho nên mẫu chung chính là x trừ 1. Các em ghi mẫu thức chung cũng được, thầy ghi là mẫu chung. Bây giờ sang ý thứ hai là chúng ta đi tìm điều kiện xác định. Điều kiện xác định là mẫu x trừ 1 khác không. Bây giờ chúng ta quy đồng mẫu chung là x trừ 1, cho nên chúng ta viết lại là 2x trừ 1 cộng với 1 nhân với x trừ 1 sẽ bằng 1. Vậy phương trình 1 quy đồng được phương trình như sau: 2x trừ 1 cộng với 1 nhân với x trừ 1 sẽ bằng 1, tương đương với phương trình 2x trừ 1 cộng với x trừ 1 bằng 1, tương đương với phương trình 2x cộng với x là 3x, trừ 1 với trừ 1 là trừ 2, chuyển sang bên bên phải đổi dấu, ta được 1 cộng với 2, tương đương với 3x bằng 3, tương đương với chia cho 3, ta được x bằng 1. Sau khi tìm được x bằng 1 thì chúng ta đi so sánh với điều kiện. X bằng 1 không thỏa điều kiện, đó là x khác 1. Vậy nghiệm x bằng 1 bị loại. Như vậy là phương trình 1 vô nghiệm. Đáp số: tập nghiệm S bằng tập rộng. Thầy kết thúc giải câu A. Bây giờ thầy sang sửa câu B. Ở câu B, đó là giải phương trình 5x trên 2x cộng 2 cộng với 1 bằng âm 6 chia x cộng 1. Bây giờ các em để ý cho thầy một điều, đó là 2x cộng với 2, thầy đặt 2 làm nhân tử chung, là thừa số cho x cộng với 1. Như vậy, mẫu chung là 2 nhân với x cộng 1. Bước tiếp theo là chúng ta đi tìm điều kiện xác định của phương trình. Ở bài toán này có hai mẫu, nhưng mà chúng ta đã tìm mẫu chung, đó là 2 nhân với x cộng 1. Do đó, điều kiện xác định chính là điều kiện để mẫu chung này khác không. Vậy điều kiện
là 2 nhân với x cộng 1 khác không? 2 đã khác không rồi, cho nên tương đương với x cộng 1 khác không? Tương đương với x khác âm 1. Bây giờ chúng ta đi quy đồng. Mẫu chung là 2 x cộng với 2. Vậy nhân tử phụ của 1 này là 2x cộng với 2. Nhân tử phụ của x cộng 1 này là số 2. Vậy chúng ta viết lại phương trình 1 tương đương. Thầy quy đồng và bỏ mẫu luôn. 5x cộng với 1 nhân với 2x cộng với 2 bằng âm 6 nhân với 2 tương đương với 5x cộng với 2x cộng 2 bằng âm 12. 5x cộng với 2x là 7x, vậy tương đương với 7x. Kém chuyển 2 sang phía phải và đổi dấu, ta được âm 12 trừ cho 2 tương đương với 7x bằng âm 14. Chia cho 7 kém được x bằng âm 2. Bây giờ so sánh với điều kiện, các em thấy x bằng âm 2 thì thỏa điều kiện là x khác âm 1. Vậy giá trị x bằng âm 2 này nhận như vậy, phương trình 1 có nghĩa là một phần tử x bằng âm 2. Ta ghi lại đáp số tập nghiệm S bằng một phần tử âm 2. Như vậy, ở bài tập 28, chúng ta luyện tập giải một phương trình đơn giản có ẩn số ở mẫu. Các em cần phải nắm vững các bước giải để chúng ta giải một bài tập cho trọn vẹn và chính xác. Như vậy, bài học đã kết thúc. Thầy mong các em bấm nút đăng ký và bấm chuông để nhận những bài giảng sớm nhất của thầy. Lê Minh Đức GSP. Thầy cảm ơn các em đã theo dõi đoạn này. Chào tạm biệt các em.